chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Duy Công Trình. Trong những năm gần đây, Bắc Giang được nhiều doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài FDI đăng ký đầu tư thực hiện dự án. Vốn đầu tư của Bắc Giang tăng mạnh do liên tục được các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, Singapore đầu tư. Điển hình như dự án xây dựng nhà máy công nghệ chính xác Fulion do công ty trách nhiệm hữu hạn Fulion thực hiện tại khu công nghiệp Quang Châu, Việt Yên. Dự án được triển khai trên diện tích hơn 50 ha. Mục tiêu chính là sản xuất linh kiện điện tử, máy vi tính và thiết bị truyền thông. Video ngày hôm nay mời quý vị và các bạn quay trở lại với dự án nhà máy công ty trách nhiệm hữu hạn Fulion với tổng mức đầu tư 621 đô la Mỹ trên diện tích hơn 50 ha. Dự án này đang cấp tốc xây dựng để sớm đưa vào hoạt động toàn bộ. Hiện tại, dự án nhà máy công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Fulion đã được tổng thầu xây dựng Recons chính thức hoàn thiện giai đoạn 1. Trong vai trò nhà thầu chính, Recons đảm nhận thi công kết cấu và hoàn thiện cho hai nhà xưởng A01 và A02, mỗi xưởng 4 tầng với diện tích là 68.000 m2 trên xưởng và đã đi vào hoạt động. Dự án nhà máy công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Fulion được xây dựng trên khu đất thuộc khu công nghiệp Quang Châu mở rộng. Với vị trí đắc địa tại Bắc Giang, tiếp giáp với nhiều khu công nghiệp lớn như khu công nghiệp Vân Trung, khu công nghiệp Quế Võ. Về giao thông, khu công nghiệp Quang Châu có tuyến đường quốc lộ 1A đi qua, cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn, giúp vận chuyển hàng hóa nhanh chóng và dễ dàng hơn, cách sân bay Nội Bài 40 km. Nhà máy công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Fulion được kỳ vọng có thể cung cấp thêm hàng nghìn việc làm mỗi năm. Dự án nhà máy công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Fulion đã được đưa vào vận hành chính thức vào quý 1 năm 2024. Fulion là một công ty hàng đầu chuyên sản xuất và phát triển các sản phẩm công nghệ điện tử, là công ty chủ lực trong hệ sinh thái của Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải, Foxconn. Công ty công nghệ chính xác Fulion, một thành viên của tập đoàn Foxconn, vừa công bố kế hoạch đầu tư thêm 119,6 triệu đô la Mỹ vào Việt Nam. Khoản đầu tư này nhằm thuê đất và xây dựng cơ sở vật chất tại tỉnh Bắc Giang. Động thái này phục vụ nhu cầu vận hành tại nhà máy hiện tại của họ ở khu công nghiệp Quang Châu, Bắc Giang. Được biết, Foxconn đã đầu tư khoảng 4 tỷ đô la Mỹ vào Việt Nam, tạo ra khoảng 80.000 việc làm. Các nhà phân tích cho rằng đây là một phần trong kế hoạch mở rộng sản xuất các linh kiện điện tử quan trọng của Foxconn. Nhà máy công nghệ chính xác Fulion tại Bắc Giang thành lập vào tháng 1 năm 2023 với vốn đăng ký 200 triệu đô la Mỹ, chuyên sản xuất linh kiện điện tử, bo mạch chủ, máy tính và các thiết bị liên quan. Tổng tài sản của Fulion ước tính khoảng 259,7 triệu đô la Mỹ tính đến cuối năm 2023. Việc đầu tư thêm gần 120 triệu đô la Mỹ của Foxconn vào Việt Nam thể hiện cam kết mạnh mẽ của công ty trong việc mở rộng hoạt động sản xuất và đóng góp vào nền kinh tế địa phương. Khoản đầu tư này không chỉ giúp tạo thêm việc làm mà còn củng cố vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Nếu cảm thấy hay, đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những công trình mới nhất.